Mình xin chào cả nhà. Chiều nay mình làm cái video để giới thiệu về cây lược vàng. Cây lược vàng này thì nó rất là có tác dụng nhá, chữa ho, viêm họng này. Đấy, còn cái rễ của nó thì chúng ta mang ngâm rượu. Đấy, cây lược vàng thì anh chị có thể là trồng, cũng rất là đơn giản, có thể làm dây treo lên. Cây lược vàng nó rất là nhiều tác dụng. Có thể những con vật mình nuôi trong gia đình mà nó mắc bệnh thì chúng ta cũng có thể lấy lá ta cho nó uống. Mình là nhân viên của nhà vườn Hải Đăng, tên mình là Hằng. Làm video giới thiệu về các anh chị cây lược vàng. Cây lược vàng thì nó rất là đơn giản, chúng ta có thể trồng ở chậu này, trồng ở ban công. Chúng ta vừa được làm cảnh này, vừa được những cây dược liệu thuốc nam luôn. Thì nhà vườn có hai cơ sở, một cơ sở là Thạch Bàn Long Biên, cơ sở hai là Văn Lâm Hưng Yên. Hiện tại là mình đang ở Văn Lâm Hưng Yên nhé. Cây lược vàng thì nó có hai loại cây, cũng là dòng thảo dược. Một loại thì là một cây xanh, đây là màu hơi tím tím,